Sư cho con hỏi làm thế nào để vun bồi lòng tin bất thối chuyển nơi tam bảo? À, khoan, sẵn đây thì trước khi sư trả lời cái câu hỏi này đó, sư có nói một cái vấn đề. Hôm bữa sư vừa đi bát về, có một anh cư sĩ anh chặn đường sư để ảnh nói chuyện với sư, bởi vì ảnh nghe sư nói trong một ảnh nghe một cái trích đoạn mà cái người họ phát á, nó ác như vậy nè, là sư đang lặp lại cái câu hỏi, là cái câu hỏi đó người ta đang hỏi cái gì đó, sư đang lặp lại câu hỏi đó. Họ phát cái đoạn mà sư đang đọc câu hỏi đó, nhưng mà ư như câu hỏi ta câu hỏi sai. Ví dụ như là sư lấy ví dụ như là hỏi các pháp là trường tồn, có cái tuy là nói vô thường nhưng mà cũng có cái thường, có cái thường, có cái vô thường, có cái vĩnh cửu chứ không phải cái gì cũng là vô thường, có phải hay không? Thì khi sư đang đọc câu hỏi như vậy, họ họ cắt ngay chỗ đó, họ cắt ngay chỗ đó. Và cái anh này anh nghĩ là sư, tại sao một ông sư đi giảng pháp lại nói sai pháp, lại tà kiến như vậy? Anh chặn đường sư đang đi khất thực, anh chặn đường đi khất thực về, anh chặn đường sư, anh hỏi mới ra lẽ là rốt cuộc là có người đó, sự thật có người ha, có người bấm mở ngay cái đoạn mà mình đang đọc câu hỏi, ngưng tới đó là ngưng, tắt điện thoại. Vì thấy cho nên là nó có những cái nó cũng trời ơi đất hỡi lắm, chứ không phải là cái chuyện dưỡng chơi đâu. Còn cái vị này hỏi là làm sao để vun bồi lòng tin bất thối chuyển nơi tam bảo. Cái lòng tin bất thối chuyển á, nó chỉ có hai hạng thôi. Một là thánh nhân, thánh nhân thì chắc chắn lòng tin nơi tam bảo vì ấy bất thối chuyển, không vì bất kỳ lý do gì vì ấy thay đổi. Cái thứ hai là một vị Bồ Tát ở những cái giai đoạn chót đã được Đức Phật thọ ký rồi, thì khi đó cái lòng tin của vị đó đối với tam bảo cũng là bất thối chuyển, còn ngoài ra phàm phu của mình thì không có cách chi. Do đó quý vị hỏi làm thế nào để vun bồi lòng tin bất thối chuyển thì chỉ có hai cách thôi. Một là tu tập theo con đường Bát Chánh Đạo, nỗ lực tu tập theo con đường Bát Chánh Đạo, hoặc là thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, thực hành con đường đưa đến sự giải thoát. Thì khi quý vị chứng đắc được đạo quả thì tự nhiên lòng tin của quý vị là bất thối chuyển. Ngoài ra đó, dù là quý vị chưa chứng đắc đạo quả đi chăng nữa, nhưng do quý vị thực hành đúng theo chánh pháp cho nên lòng tin của quý vị đối với tam bảo vẫn rất là kiên cố, trừ khi một số chuyện nó bất khả kháng, chẳng hạn như đi trên đường một cái khúc cây nó rơi trúng đầu, từ đó trở đi chỉ cười ha hả mà thôi, thì cái đó là chuyện bất khả kháng. Hoặc là tái sanh qua đời sau kiếp khác, mà mình lỡ tái sanh vào cái xứ tà kiến không gặp chánh pháp thì thua. Nhưng mà ở trong kiếp này đó, nếu mà quý vị vẫn thực hành đúng theo cái con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ thì lòng tin của quý vị nó sẽ rất là kiên cố. Cái cách thứ hai đó là quý vị cũng tiếp tục tu thực hành con đường đưa đến sự giải thoát giác ngộ bằng cách thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, nhưng mà bằng một cái nguyện vọng là hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong cái giai đoạn quý vị vun bồi ba la mật đó cho đến khi quý vị được một vị chánh đẳng chánh giác thọ ký thì từ đó lòng tin của quý vị đối với tam bảo là bất thối chuyển. À, cho nên là nó có hai cách, ba cách. Cách thứ nhất là tu tới hồi chứng thánh là tự nhiên lòng tin bất thối chuyển. Thứ hai là tu hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi được Đức Phật thọ ký thì lòng tin đó cũng bất thối chuyển. Cái thứ ba là cũng thực hành con đường đưa đến sự giác ngộ giải thoát, dù chưa chứng thánh nhưng lòng tin của chúng ta vẫn rất là kiên cố, mặc dù nó không đến mức là bất thối chuyển.